tin bóng đá hôm nay, Văn Hậu sang châu Âu thi đấu với bản hợp đồng tiền tỷ. Bầu Đức sẽ không trả lương cho huấn luyện viên Park Hang Seo. Real nhảy vào cuộc đua giành De Lai. Arsenal sắp có được chữ ký đầu tiên trong mùa hè. Barca sở hữu tân binh tiếp theo là những tin tức nổi bật 24 giờ qua. Văn Hậu sang châu Âu thi đấu với bản hợp đồng tiền tỷ, đội bóng muốn chiêu mộ hậu vệ của đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC là Á quân giải vô địch quốc gia Áo Austria Wien. Câu lạc bộ đến từ nước Áo và lãnh đạo Hà Nội FC về cơ bản thống nhất chủ trương cho Văn Hậu sang thi đấu ở đội bóng giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, có kèm điều khoản mua đứt. Được biết, chi phí mượn Văn Hậu rơi vào khoảng gần 3 tỷ đồng cho bản hợp đồng 1 năm trong mùa 2019-2020. Sau đó, nếu đáp ứng các điều kiện chuyên môn của Austria Wien, đội bóng Áo chấp nhận bỏ ra hơn 1 triệu đô la Mỹ để mua lại hợp đồng của hậu vệ cánh này với Hà Nội FC. Austria Wien là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Áo. Austria Wien có 24 lần vô địch giải quốc gia, 27 lần vô địch cúp quốc gia, 6 lần siêu cúp và nhiều năm góp mặt tại sân chơi Champions League. Doãn Văn Hậu năm nay 20 tuổi nhưng đã sở hữu bản thành tích vô cùng ấn tượng khi cùng đội tuyển Việt Nam đạt ngôi Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, top 8 ASEAN Cup, top 4 ASEAN, vô địch V-League, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam. Bầu Đức sẽ không trả lương cho huấn luyện viên Park Hang Seo, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức xác nhận. Kể từ tháng 1 năm 2020, ông sẽ ngừng trả tiền lương cho huấn luyện viên Park, VFF sẽ phải tự lo. Bầu Đức chia sẻ với báo giới, tôi khẳng định sẽ không trả lương cho ông Park kể từ tháng 1 năm 2020 trở đi. Tổng cộng trong hợp đồng đầu tiên của ông Park, tôi đã chi không dưới 20 tỷ đồng. Mọi cuộc giao dịch đều có sổ sách, giấy tờ cụ thể. Tôi không hề đòi hỏi hay yêu sách gì với huấn luyện viên Park và VFF trong việc phải ưu ái cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mỗi khi U23 hay đội tuyển quốc gia tập trung. Tôi và nhiều doanh nhân khác sẵn sàng góp công sức ngay lúc này. Tất cả vì tình yêu bóng đá. Nhưng nếu để xã hội làm thay nhiệm vụ thì vai trò của VFF quá lu mờ. Nếu mọi việc không sáng sủa, ông phó chủ tịch VFF vận động tài trợ nên rút lui. Tôi cam đoan chỉ 10 phút sau khi ông ấy rút lui, sẽ có người khác điền vào chỗ trống và mang về cho VFF khoảng 200 tỷ mỗi năm. Tôi chịu trách nhiệm về phát biểu này và sẽ đứng ra bảo hộ cho người được tiến cử. Đó là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, người thất cử ở đại hội VFF vừa rồi. Câu lạc bộ Hà Nội bị mắc kẹt tại Philippines. Sau trận bán kết lượt đi AFC Cup với đội chủ nhà Ceres Negros Philippines ngày 18 tháng 6, nhiều cầu thủ Hà Nội FC vẫn chưa thể về tới Hà Nội. Theo lịch trình, sau trận đấu với Ceres Negros, toàn đội sẽ đáp chuyến bay lúc 15 giờ giờ Philippines từ Bacolod về Manila, sau đó nối chuyến về Hà Nội vào khoảng 1 giờ 20:06. Chuyến bay từ Bacolod về Manila bị hủy và chặng Manila, Hà Nội cũng hủy vé. Các thành viên của câu lạc bộ Hà Nội phải qua đêm ngay ở sân bay trong tình trạng chờ đợi rất mệt mỏi. Cho tới sáng 20 tháng 6 mới chỉ có huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và 11 cầu thủ được ưu tiên mới lấy được vé về trước. Số còn lại vẫn phải chờ. Phải tới đêm 21 tháng 6 thì nhiều cầu thủ Hà Nội mới có thể nối chuyến từ Manila về Hà Nội. Tính tổng cộng thời gian chờ đợi, di chuyển, câu lạc bộ Hà Nội phải mất gần 3 ngày mới trở về tới Việt Nam. Sự cố này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự chuẩn bị của nhà đương kim vô địch League cho trận lượt về, dù chúng ta đang có lợi thế hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Tin bóng đá quốc tế, theo tin từ RMC Sport, bên cạnh Barcelona và Paris Saint-Germain thì mới đây Real Madrid cũng đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Matisse de Lai. Real đã mua Eder Militao nhưng vẫn muốn bổ sung thêm một trung vệ đề phòng Rafael Varane muốn ra đi. Arsenal sắp có được bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè sau khi đồng ý mức giá 30 triệu euro mà San Etienne đưa ra cho William Saliba. Dù mới 18 tuổi nhưng trung vệ người Pháp là một trong những phát hiện mới ở League 1 mùa 2018-2019. Atletico Madrid gần như đã từ bỏ việc chiêu mộ Marcos Alonso vì Chelsea hết giá quá cao, lên tới 40 triệu euro. Mùa vừa qua, Alonso không được thi đấu nhiều và bị mất vị trí vào tay cầu thủ trẻ Emerson Palmieri. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đưa vào tầm ngắm hậu vệ cánh trái Junior Firpo của Real Betis để tăng thêm chất lượng và chiều sâu cho đội hình. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi này có mức giải phóng hợp đồng lên tới 50 triệu euro. Sau khi chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng mua Đức Andre Gomes từ Barca với giá 22 triệu bảng, Everton đang bắt đầu tiến hành các cuộc thương thảo với hậu vệ cướp Duma của Chelsea. Duma cũng được cho mượn tại Everton mùa giải trước và là nhân tố quan trọng giúp câu lạc bộ giành vị trí thứ 8 tại Premier League. Man United đang đứng trước nguy cơ mất trung vệ Harry Maguire vào tay đội bóng cùng thành phố Man City. Quỷ đỏ chỉ muốn chi ra 40 triệu bảng cho Maguire trong khi Man Xanh sẵn lòng cho tới 65 triệu bảng. Hơn thế nữa, bản thân trung vệ này cũng muốn thi đấu dưới trướng của Pep Guardiola. Trên trang chủ của mình, Barca đã công bố thông tin xác nhận họ chính thức sở hữu tân binh Mike Van Beijnen theo dạng chuyển nhượng tự do. Hậu vệ 20 tuổi người Hà Lan này đã ký hợp đồng 2 năm với gã khổng lồ xứ Catalonia có thời hạn đến năm 2021. Mức giá giải phóng hợp đồng của anh với Barca lên tới 100 triệu euro. Chelsea sẵn sàng cạnh tranh với Inter Milan để có được chữ ký của tiền vệ Mateo Kovacic của Real Madrid. Kovacic được cho mượn tại Chelsea mùa 2018-19 và đã có 51 lần ra sân cho The Blues trên tất cả các đấu trường. Bournemouth đã đưa ra mức giá lên tới 25 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh Ryan Fraser. Đây là động thái nhằm ngăn chặn những đội bóng muốn tiếp cận ngôi sao nổi bật nhất của họ trong mùa giải trước. Arsenal đang coi hậu vệ cánh trái Kieran Tierney là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu mùa hè này. Câu lạc bộ chủ quản Celtic cũng sẵn sàng bán hậu vệ 22 tuổi với mức giá rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Trước nguy cơ bị hết giá quá cao ở những bản hợp đồng tên tuổi, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chuyển hướng sang tiền vệ David Rukk của Bournemouth. Cầu thủ người xứ Wales hiện có giá khoảng 50 triệu bảng. Cả hai câu lạc bộ Inter Milan và Atletico Madrid đều đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ cánh Rianne Burchand của Southampton. Cầu thủ 29 tuổi người Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và đã có 5 năm thi đấu cho Southampton. Fernando Torres giải nghệ ở tuổi 35. Cách đây không lâu, tiền đạo Fernando Torres đã đích thân xác nhận chuyện giải nghệ ở tuổi 35 trên mạng xã hội. Sau 18 năm đầy hứng khởi trong sự nghiệp, tôi nghĩ đã đến lúc để dừng chơi bóng, Torres chia sẻ. Cựu tiền đạo của Liverpool và Atletico Madrid cũng cho biết sẽ tổ chức buổi họp báo vào Chủ nhật 23 tháng 6 tại Tokyo để nói rõ nguyên nhân giải nghệ và chia sẻ về định hướng tương lai. Hiện tại, Torres đang thi đấu cho câu lạc bộ Sagan Tosu của Nhật Bản. Từ đầu mùa đến nay, tiền đạo này chỉ mới thi đấu 8 trận, vì sa sút phong độ và thường xuyên ngồi dự bị. Torres cảm thấy chán nản và đã quyết định giải nghệ. Cách đây 2 tháng, Torres từng được đồn đoán sẽ chuyển sang thi đấu tại giải hạng nhì Mexico cho câu lạc bộ Atlético San Luis. Tuy nhiên, dự định của ngôi sao này đã không thành công. Torres từng là một trong số những tiền đạo hay nhất thế giới. Anh là thủ môn trẻ tuổi nhất lịch sử Atletico Madrid và là một tiền đạo lẫy lừng khi chuyển sang thi đấu cho Liverpool. Đáng tiếc, sự nghiệp của Torres nhanh chóng đi xuống khi anh gia nhập Chelsea và sau đó trở lại Atletico. Dù sao, Torres cũng đã chinh phục những danh hiệu cao quý bao gồm World Cup, EURO, Champions League, Europa League và FA Cup. Đáng tiếc, tiền đạo này chưa thể lên ngôi tại La Liga hay ngoại hạng Anh.